Mang thai là Mang một thai hành trình là đầy một thử hành thách trình với đầy một thử thách người với sắp một làm người sắp mẹ. chuẩn bị làm Đến mẹ. nay, các bà bầu khi bắt đầu bước vào thời kỳ mang thai cũng đã nhận thức được sự cần thiết phải bổ sung sắt, canxi, axit folic để thai nhi phát triển khỏe mạnh cũng như bảo vệ sức khỏe của bản thân. Ngoài chế độ ăn uống hàng ngày, các bà bầu còn lưu ý đến việc bổ sung sắt cho cơ thể bằng cách uống viên sắt ngay từ lúc mới bắt đầu mang thai, trong suốt thai kỳ và sau khi sinh 1 tháng. Vậy sắt là gì và nên bổ sung như thế nào cho đúng cách? Vai trò của sắt đối với cơ thể. Sắt là một yếu tố vi lượng thiết yếu cho cơ thể, là thành phần chủ tạo nên hemoglobin, một loại protein trong hồng cầu, có vai trò vận chuyển oxy trong máu đến các mô. Do đó, thiếu sắt sẽ dẫn đến máu thiếu các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Sắt cần thiết để xây dựng những khối cơ bắp mạnh mẽ, rắn chắc. Ngoài ra, khi não được cung cấp đủ oxy và lưu lượng máu sẽ tăng cường khả năng nhận thức, lao động và học tập. Thiếu sắt dẫn đến giảm khả năng ghi nhớ, thiếu tập trung, khả năng tiếp thu kém. Sắt cũng là vi chất vô cùng quan trọng trong sự tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, giúp bạn có tâm trạng tích cực. Ngoài ra, chúng có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và duy trì năng lượng cho cơ thể. Trong thời kỳ mang thai, thể tích máu của người mẹ tăng 50% so với bình thường. Vì vậy, các bà bầu cần nhớ sắt hơn để tăng cường tổng hợp hemoglobin, giúp đảm bảo sức khỏe của bà mẹ và thai nhi. Vậy thiếu sắt trong thời kỳ mang thai gây hậu quả gì? Trong những tháng đầu tiên của thai kỳ, việc thiếu sắt dễ gây ra sảy thai hoặc thai bị chết lưu. Đến những giai đoạn sau, thiếu sắt có thể dẫn đến hiện tượng đẻ non, suy dinh dưỡng bào thai. Bà mẹ thiếu máu do thiếu sắt trong giai đoạn sinh nở có thể sẽ bị băng huyết sau khi sinh, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu thiếu sắt khi mang thai, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt và có khi còn ngất xỉu. Vậy cần bổ sung sắt như thế nào là đúng và đủ? Thứ nhất, thông qua chế độ ăn. Bà bầu nên bổ sung lượng sắt vào khẩu phần ăn hàng ngày bằng cách ăn nhiều những thực phẩm như gan, tim, lòng đỏ trứng, các loại thịt có màu đỏ, các loại đậu, đỗ, rau xanh, bí ngô, nho. Thứ hai, uống bổ sung sắt. Ngoài chế độ ăn uống, các chị em mang bầu thường dùng thêm sắt và canxi dạng thuốc, nên tham vấn ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Khi bổ sung sắt cần lưu ý điều gì? Để thuốc sắt hấp thu được tốt, nên uống lúc đói, có thể uống với nước trái cây, những thực phẩm chứa nhiều vitamin C giúp hấp thu sắt tốt hơn. Không uống sắt cùng với trà, cà phê vì sẽ làm giảm hấp thu sắt. Hiện nay có hai loại thuốc sắt chủ yếu là sắt 2 và sắt 3. Sắt 2 do đặc tính cấu tạo dễ gây táo bón, ợ hơi, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt ở phụ nữ mang thai. Do đó khi bổ sung sắt 2, các bà bầu cần lưu ý bổ sung thêm chất xơ từ hoa quả, rau xanh, ngũ cốc để tránh hiện tượng táo bón. Khi bổ sung sắt 2, cần xét nghiệm sắt định kỳ, tránh dùng thừa sắt sẽ gây lắng đọng trong tim, gan, các cơ quan nội tiết, gây tổn thương cho các cơ quan này. Các bà bầu có thể lựa chọn sắt 3 hydroxide polymaltose, gọi tắt là EPC, như Mantoverfor của Thụy Sĩ. Đây là sắt dạng phức hợp, cấu trúc tương tự như sắt dự trữ tự nhiên trong cơ thể, giúp sắt hấp thu một cách chọn lọc. Khi nhu cầu cơ thể đã đủ, sắt sẽ không hấp thu nữa mà sẽ đào thải các phân tử phức hợp ra ngoài. Với cơ chế này, Mantoverfor không gây thừa sắt, Mantoverfor không gây tác dụng phụ lên hệ tiêu hóa, không ảnh hưởng tới dạ dày, không gây táo bón, không gây buồn nôn, không tương tác với thức ăn, kể cả tannin trong nước chè, không tương tác với các thuốc thông thường, kể cả thuốc kháng axit. Sắt 3 Mantoverfor có thể giải quyết khá hiệu quả những hạn chế của các loại sắt khác. Ngoài dạng tiêm, chế phẩm dạng dung dịch thuốc giọt, viên nhai, siro và có vị dễ uống. Dược lý và cơ chế tác dụng của Mantoverfor. Sắt trong Mantoverfor ở dưới dạng phức hợp sắt 3 hydroxide polymaltose, gọi tắt là EPC. Trong đó các phân tử riêng lẻ được gắn với phân tử polymer carbon hydrate polymaltose. Cấu trúc này tương tự như ferritin, là sắt dự trữ tự nhiên trong cơ thể. Do sự giống nhau này, EPC được hấp thụ một cách chủ động, có kiểm soát qua màng tế bào ruột, giúp ngăn cản sắt không gây ra bất kỳ tổn thương nào ở hệ tiêu hóa. Điều này giúp EPC không tương tác với thức ăn và đảm sinh khả dụng của sắt. EPC không giải phóng ion sắt tự do như sắt 2 nên không có hiện tượng lắng đọng tại ruột, cũng như không gây lắng đọng sắt ở tim, gan, các cơ quan nội tiết, không có đặc tính tiền oxy hóa như trong trường hợp muối sắt 2. Mantoverfor có thêm 0,35 mg axit folic, là một vitamin quan trọng trong sự phát triển của trẻ chưa sinh. Thông thường thì cái viên sắt bổ sung cho bà mẹ mang thai thì trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều. Đa số cấu tạo của cái thành phần của cái viên sắt thì thường là có hai thành phần, hoặc là sắt 2 hoặc là sắt 3 và kèm theo axit folic.
Thì riêng cái viên mantofer này thì nó có một cái đặc tính khác, tức là nó còn ngoài cái phức hợp sắt ba ra, là cái sắt ba thì bao giờ cũng ít gây cái tình trạng táo bón cũng như là cái tác dụng phụ của sắt hơn, và nó còn chứa cái thành phần hydroxit polymanto rồi đấy, và cũng kèm theo axit folic nữa. Thế thì cái sự khác biệt ở đây lớn nhất ở đây là cái hydroxit manto rồi, thì bản chất của nó thì nó như là một cái thành phần protein mà vận chuyển sắt giống như ferritin ấy. Chính vì vậy cho nên là khi uống vào thì nó giúp cho cái cơ thể hấp thu sắt được theo một cách tự nhiên hơn. Và cái thứ hai là cái phân tử hydroxit manto rồi thì nó là làm liên kết các cái phân tử sắt, nó làm cho kết hợp với cả cái polymer carbon hydrate, thế thì trở thành một cái chất mà như vậy thì sắt nó sẽ không ảnh hưởng bởi cái tác dụng phụ của đường tiêu hóa. Khoảng 40 nghiên cứu lâm sàng về mantofer đã được thực hiện trên tất cả các khu vực địa lý, đã chứng minh rằng mantofer có hiệu quả tạo hemoglobin tương đương với sắt 2, dung nạp tốt, không gây độc tổ chức so với sắt 2, mức độ chấp nhận và tuân thủ cao hơn sắt 2. Những trường hợp nào cần bổ sung viên uống mantofer? Thứ nhất, sử dụng cho các trường hợp dự phòng đối với phụ nữ mang thai, phụ nữ sau khi sinh. Sử dụng trong dự phòng và điều trị thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ em, còn gọi là nhóm bệnh thiếu máu dinh dưỡng, thường gặp ở trường hợp trẻ thiếu sữa mẹ, uống sữa công thức không bổ sung sắt, trẻ đẻ non, thiếu cân, trẻ sinh đôi, trẻ hấp thu kém và trẻ thiếu sắt do dinh dưỡng không đủ, vân vân. Điều trị trong trường hợp thiếu sắt sau khi mổ, chảy máu nhiều, rong kinh, bệnh nhân giai đoạn hồi phục sau bệnh nặng. Sức khỏe của người mẹ quyết định rất lớn đến sự hình thành và phát triển của thai nhi. Vì vậy khi mang thai, ngoài việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý, chị em cũng cần phải thăm khám bác sĩ để biết được tình trạng sức khỏe của mẹ và bé và bổ sung thêm những chất thiếu hụt, đặc biệt là sắt trong quá trình mang thai.